Sáng ngày mai chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Giáng sinh. Chúng ta có Luca 2:1-20, 20 câu trong tin mừng Luca kể rất kỹ, rất chi tiết về việc Chúa Giêsu Giáng sinh. Vào thời điểm nào, ông vua nào làm cái gì ở đâu, vân vân, và Chúa Giáng sinh thế nào. Trong cái đoạn Luca ấy, các chị đọc thật chậm và đặt mình vào trong cái hoạt cảnh của Chúa Giáng sinh để mình cùng tới Bethlehem. Tôi đến Bethlehem nơi Chúa Giêsu Giáng sinh để chiêm ngắm Ngài. Ở trong linh thao lúc này, lúc chúng ta chiêm ngắm ở cái giai đoạn thanh luyện là chúng ta suy xét nhìn lại con người của mình. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta chiêm ngắm. Xin cho con hiểu Chúa để yêu Giáng sinh. Tới hang Bethlehem để nhìn tận mắt hài nhi Giêsu, đó là một biến cố có 102 trong lịch sử nhân loại. Chúng ta tới Bethlehem để chúng ta làm điều đó, chiêm ngắm. Và cái biến cố mà ở Bethlehem là biến cố mà chúng ta thấy khép lại tất cả những gì lời tiên báo của các tiên tri từ ngàn xưa, và thực hiện tất cả những gì mà Ngài đã hứa đối với con người. Mà câu đầu của khởi nguyên, ta sẽ xây gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh đầu mi và mi sẽ cắn gót nó. Ở đây chúng ta thấy cái lời hứa được thực hiện khi chúng ta tận mắt, chúng ta nhìn thấy Chúa Ngài gì. Rồi tới hang Bethlehem để nhận ra Thiên Chúa tự hủy đến tận cùng, để trở nên một con người như tôi đang hiện diện. Chúng ta thấy mầu nhiệm tự hủy mạnh hơn ở biến cố Giáng sinh, trở nên con người như chúng ta đang hiện diện. Dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện thật đơn sơ, không có gì cả. Luca ghi rất tỉ mỉ, rất chi tiết về mầu nhiệm nhập thể, nhưng mà lại rất đơn sơ. Và nhìn vào cảnh tượng đó thì xin các chị nhớ lại ở trong đầu của mình đang đứng trước hang Bethlehem, có một mái nhà, một chuồng súc vật, trên vòm trời đầy những vì sao. Tôi nhớ là xanh trong đêm ở hang súc vật thì chắc có lẽ chỉ vài ba cái mái tranh ở trên thôi. Nếu mà gọi như ngày hôm nay đó là khách sạn ngàn sao thì lên toàn đấy sao, không phải 5 sao hay 3 sao, ngàn sao. Tuy nhiên nơi đó có một điểm khác, đó là sự hiện diện của một hài nhi, đấng mà cả trời đất không thể chứa nổi. Thiên Chúa trở thành người để ở với, đồng hành và còn là lương thực nuôi sống tôi được. Là cái mầu nhiệm lớn nó nằm ở chỗ đó. Một Thiên Chúa đến để ở với tôi, không phải ở với ai cả, đồng hành với tôi và là lương thực để nuôi tôi. Và lúc này chỉ có mình tôi với Thiên Chúa đứng ở với tôi mà thôi, là một hài nhi. Quả thật Ngài là Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng mà tôi xin chuyển, khi các chị chiêm ngắm ngày mai về bầu nhiệm Giáng sinh, thì Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng tôi, ở cùng chính chị, không ở với ai khác.
Chiêm ngắm hài nhi Giê-xu, tôi nhìn vào đôi mắt của Ngài. Đôi mắt nhìn thấu tấm lòng và đọc được mọi bí mật trong lòng tôi. Một hài nhi thôi nhưng mà ánh mắt của Ngài, ánh mắt của Thiên Chúa nhìn thấu suốt tâm can chúng ta. Đôi môi của hài nhi hồng dành cho những nụ hôn đạo đức và thánh thiện, mà sau này Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy dành cho nhau những nụ hôn thánh thiện, từ đó nối kết con người lại với nhau, mang cho nhau sự hòa bình và tha thứ. Một đôi môi, một đôi môi của hài nhi dành cho tôi cái nụ hôn. Nụ hôn ấy là nụ hôn đạo đức và thánh thiện, để sau này tôi cũng dùng đôi môi của tôi để giúp anh em tôi có sự hòa bình và tha thứ, có sự đạo đức và thánh thiện. Thì Phaolô nói hãy ôm anh em, hãy ôm hôn chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Hôn nó cũng nhiều ý nghĩa, nhưng phải là chỉ là hôn theo cái kiểu chúng ta nghĩ là hôn tình tứ trai gái đâu, không. Hôn nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Đôi bàn tay của hài nhi bé nhỏ nhưng nâng cao cả thế giới và nhân loại để dâng về cho Thiên Chúa. Và chính tôi lúc này, Chúa cũng đặt thế giới và đặt nhân loại trong bàn tay tôi, để tôi có sứ mạng dâng thế giới, dâng con người về cho Thiên Chúa thay cho hài nhi Giê-xu. Đó là sứ mạng của các người sống giữa đời, phải dâng cho dù. Đó là sứ điệp hài nhi Giê-xu trong máng cỏ Bethlehem mặc khải cho tôi. Máng cỏ là ngai vàng, cọng rương kia là sợi chỉ của chiếc cẩm bào, chuồng súc vật là cung điện, và hài nhi Giê-xu là Thiên Chúa. Qua sự nhỏ bé, tôi khám phá sự vĩ đại của Thiên Chúa đang hiện diện giữa vũ trụ, nhân loại hôm nay và mãi mãi. Ngài đến một lần là đủ, và Ngài hiện diện mãi mãi ở nơi nhân loại, nơi vũ trụ. Thứ hai, điều kiện để nhận ra hài nhi Giê-xu. Tới đấy, chiêm ngắm, đôi khi mình cũng bị chỉ trí. Kinh nghiệm cho tôi biết chỉ khi con người khiêm nhường, con người mới nhận ra chỗ đứng của mình và cần sự trợ giúp từ bên trên. Đúng không ạ? Khi tôi còn mặt còn vác lên đến trời là chẳng cần anh nào cả. Khi nào mình thấy bất lực rồi thì lúc đấy mới oai oái mới gọi người ta. Như vậy sự khiêm nhường cho chúng ta nhận ra cái chỗ đứng mà cần sự trợ giúp. Chỉ khi con người khiêm nhường, họ mới hiểu được sự nhập thể. Nhập thể là in the flesh, nghĩa là ở trong xác thịt. Sự nhập thể của Đức Giê-xu Kitô là ở trong xác thịt, ở trong cái vũ trụ vật chất này, ở trong cái vũ trụ mà có thể tan biến bất cứ lúc nào, ở trong xác thịt như Adam. Đó là sự nhập thể. Và khi nói về sự nhập thể, chúng ta thực sự nói đến sự sống, sự thật. Tình yêu của Thiên Chúa đã hoàn hảo mặc lấy chân dung của một con người, có thể nhìn thấy được trong chính ngôi lời Thiên Chúa. Nên chúng ta sờ được, chúng ta thấy được, chúng ta ngó được, bởi vì Ngài đang ở trong xác thịt, in the flesh. Nếu Ngài không ở trong xác thịt, chúng ta không thấy, chúng ta không sờ mó được. Như Gioan bảo, ngôi lời đã trở thành nhục thể và ở giữa chúng tôi. Chúng tôi đã sờ thấy, chúng tôi cùng ăn cùng uống với Ngài. Ngôi lời đã trở thành nhục thể, in the flesh.
Đức tin nói cho tôi biết rằng hài nhi trong máng cỏ kia là Thiên Chúa và là người thật. Ngài chính là đấng dựng nên loài người và trở nên người. À, đây nó mới lạ đây này. Đấng dựng nên loài người mà lại trở nên người. Đấng tạo nên sự sống mà lại chấp nhận chết. Đấng là vô biên mà chấp nhận trở thành giới hạn. Cho nên chúng ta thấy cái mầu nhiệm lớn. Ngài dựng nên muôn loài, nuôi muôn loài sống kể cả con người. Thế mà giờ đây Ngài lại cần sữa của con người để nuôi sống Ngài. Chúng ta có nghĩ là chứ sữa bú Đức Mẹ? Có chứ, con người mà. Nếu không thì hỏng à. Nếu không làm sao mà Chúa sống được. Bởi là con người như chúng ta in the flesh, trong nhục thể. Một Thiên Chúa nuôi sống tất cả vũ trụ, một Thiên Chúa không thiếu một thứ gì. Thế mà bây giờ lại cần chút sữa của một con người nuôi sống mình. Cái mầu nhiệm tự hủy nó sâu lắm, nó kinh khủng lắm. Và Chúa phải lột hết cả cái gì của mình, không cần giữ cho mình nữa. Thật là một mầu nhiệm của sự tự hủy mà tôi suy mãi chẳng bao giờ cùng. Ngài sinh ra từ một người mẹ, nhưng Ngài lại là đấng có trước mẹ. Ngài sinh ra trong thời gian, nhưng lại có trước thời gian. Đấng có tất cả mọi sự và làm cho trái đất dư tràn, nay lại làm nằm trong máng cỏ nghèo nàn đến cùng tận. Giờ các chị có chịu điều đấy khó nhỉ? Giờ các chị là con của một ông vua, con một ông quan, đầy đủ không thiếu thứ gì, chăn đệm ấm êm, cơm bưng nước rót, hô một cái là lính nó đến nó hầu ngay, cần một cái gì là nó đem đến. Bây giờ trở thành một người nằm phải nhờ người ta đút cho từng muỗng sữa, trần truồng không có gì chịu không? Chắc khó, không chịu đâu, tôi nghĩ không chịu đâu. Ít ra mình là con của ông vua mà. Đấy, con của ông vua, thái tử, công chúa, giờ nằm trần truồng thế thì còn ra cái ma manh gì. Đấy, đấy là chúng ta mới là con của một ông vua thôi, mới là công chúa, mới là hoàng tử thôi, chả có quyền hành gì cả. Ông vua mới có quyền hành chứ, mình mới là công chúa hoàng tử thôi. Còn Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay, chúng ta thấy khi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tự hủy trong mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta thấy Ngài có tất cả, thế mà bây giờ Ngài lại nằm trong máng cỏ nghèo hèn đến cùng tận, một mảnh vải che thân không còn. Vì thế những ai kiêu căng chỉ nhìn thấy đó là một hài nhi, nhưng ai khiêm nhường thì thấy đó là Thiên Chúa làm người, có sức nổ tung cả thế giới và vũ trụ cùng tâm hồn con người bằng tình yêu của Ngài. Và như thế, nếu các chị sống thực sự mầu nhiệm tự hủy này, thì các chị cũng có sức để nổ tung cả thế giới và vũ trụ bằng chính tình yêu tự hủy của các chị giữa lòng thế giới. Xin các chị nhớ lại 20 mấy phiếu huấn luyện đã được học, 30 mấy phiếu, trong đó một cái phiếu huấn luyện đặt chúng ta giữa lòng thế giới. Sứ mạng của chúng ta nằm giữa lòng thế giới. Tôi nhớ mà mang thế mới có đúng. Chỉ đặt một cái phiếu huấn luyện đặt chúng ta giữa lòng thế giới. Và chúng ta phải có
sức để chúng ta nổ tung cái thế giới này, nổ tung bằng tình yêu, bằng sự tự hủy. Những người có tâm hồn hiền lành là những người nhỏ bé đủ để nhìn thấy Ngài trong sự nhỏ bé của một hài nhi. Như thế mới hiểu được cuộc viếng thăm của Thiên Chúa. Ngài đến với trái đất nghèo hèn của chúng ta để trao đổi, để nói với tôi và nói với mọi người rằng: Con trao cho ta sự khiêm nhường của con, ta sẽ trao cho con bản tính Thiên Chúa của ta. Con trao cho ta thời gian của con, ta trao cho con sự vĩnh cửu của ta. Con trao cho con ta sự mệt mỏi rã rời kiệt sức của con, ta sẽ trao cho con ách êm ái gánh nhẹ nhàng là sự cứu chuộc. Con trao cho ta tấm lòng tan nát tội lỗi nhơ nhớp của con, ta trao cho con tình yêu, sự chữa lành và tình yêu của ta. Và tất cả mọi sự của ta là của con khi con trao cái không là gì của con. Chỉ có tấm lòng khiêm nhường như thế mới có thể nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa. Xin chiêm ngắm với sự khiêm nhường của chính mỗi người chúng ta trong mầu nhiệm đáng sinh. Thiên Chúa cũng chỉ được khám phá bởi những tâm hồn đơn thành và thông thái, nhưng không phải với những người bám vào sách vở, tự phụ, kiêu căng mình là người hiểu biết. Không đâu. Chị đừng có khoe mẽ với Chúa về kiến thức mình có. Con đọc hết các thứ sách rồi, con học bao nhiêu năm thần học rồi. Đó là sự tự kiêu. Chúa không cho chúng ta nhận ra Chúa đâu. Tâm hồn đơn thành và thông thái, nhưng không phải bám víu vào sách vở, tự phụ, kiêu căng là mình hiểu biết. Chúng ta nhớ khi ba vua ghé tới Jerusalem, tất cả các nhà thông thái đều không nhận ra Đức Giêsu Kitô nhân sinh. Họ cậy dựa vào trí khôn, sự hiểu biết của họ. Hê-rô-đê cũng cậy dựa vào quyền lực để cũng không nhận ra Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh người mục đồng đến với Chúa cho tôi nhận ra điều ấy. Họ là người đơn thành, không biết đến những chính sách chính trị của trần gian, cũng chẳng biết đến nghệ thuật văn chương gì cả. Không một ai trong họ được nghe kể về dòng dõi có 102 của Đức Maria. Không hề nghe nói gì về sự kiện trong các sách kinh thánh được tin báo từ xưa. Họ cũng chẳng được học gì về kinh thánh, về giáo lý. Họ là những người đơn thành, nhưng họ biết Thiên Chúa ở trên đầu họ. Người mục đồng minh chứng cho chúng ta điều ấy. Nhìn vào các nhà đạo sĩ, cho tôi thấy rằng đó là những người khôn ngoan. Họ không phải chỉ là người ham mê kiến thức, mà còn là những người nghiên cứu về những gì xảy ra trên bầu trời, cả lĩnh vực khoa học và tôn giáo. Họ nhìn thấy ngôi sao và khám phá ra đấng thiên sai xuất hiện vì họ không kiêu hãnh. Ngôi sao cho họ nhận ra sự mặc khải nào đó của Thiên Chúa. Họ lên đường và thỏa thích trong hành trình khám phá, làm nên cuộc khám phá vĩ đại về Thiên Chúa mà họ gặp đấng thiên sai. Họ quỳ phủ phục hài nhi trong phẩm phục của họ. Họ thán phục hài nhi trong kiến thức mà họ có. Họ cúi mình trước hài nhi, không hỏi cũng chẳng nói gì. Họ thinh lặng dâng cho Ngài báu vật và chiêm ngắm con Thiên Chúa làm người. Xin các chị cũng như các nhà đạo sĩ phổ phục, thinh lặng và dâng cho Ngài tất cả.
Chính họ là bảo chứng của sự vâng phục của trần gian, để sau này cả trần gian phải suy phục quyền bính của Hài Nhi này. Hình ảnh của ba vua, hình ảnh của một đồng, cho chúng ta thấy những tầng lớp để có thể gặp được Hài Nhi Giê-xu trong bầu nhật tử. Ngày nay cũng có quá nhiều người khôn ngoan theo kiểu trần gian, nhưng chẳng ai trong họ khám phá ra thiên trường. Kể rõ ràng hết, khôn lắm. Ngày nay họ khôn hơn cả mấy cái ông đạo sĩ ngày xưa. Khôn này khôn lanh, khôn lõi, ma lanh ma le. Họ rơi vào hai kẻ thù tinh vi mà ngày nay Đức Giáo Hoàng nói trong tông huấn Gaudete et Exultate. Hai cái kẻ thù đó chính là Ngộ Đạo Thuyết và Thuyết Pelagio. Chắc có lẽ các chị đã đọc và học cái tông huấn này rồi. Hôm trước tôi có giúp các anh ở Sài Gòn hiểu cái tông huấn này trong một ngày thường huấn của các anh ở tại Vũng Tàu. Tôi có nói về hai cái thuyết này. Cho nên chúng ta tránh nơi Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo trong tông huấn Gaudete et Exultate. Ba, tôi trở nên nhỏ bé và khiêm nhường. Như Hài Nhi Giê-xu, Ngài bắt đầu công việc của Ngài bằng sự thấp bé và khiêm nhường nhất khi bắt đầu cao điểm và uy quyền. Từ trên trời xuống là bắt đầu cao điểm và uy quyền, lại trở thành một người thấp bé và khiêm nhường. Là Thiên Chúa mà hạ xuống như ấu nhi, là bước đầu để đi tới chiến thắng mãi mãi. Cái cách chọn lựa của Thiên Chúa nó khác thường, không giống cách chọn lựa của con người. Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi và các chị mà chọn kiểu này thì nó phải kèm chống điểm trước lọc kèm rồi chống hú làm đủ mọi trò cho ta tìm ra cái nhân vật chính. Giê-xu không thể, Thiên Chúa không phải vậy. Vậy nên tôi phải hạ thấp sự kiêu căng ngu dốt của tôi xuống tới mức độ mà tôi có được trong mắt Ngài. Cố gắng đi các chị, hạ đến mức tột cùng. Khi tôi chọn đến đây thì tôi nhớ tới cái trò chơi ông cha kêu. Có lần tôi ra tôi chơi với thiếu nhi bằng này tuổi đầu rồi, ra kêu lùn, mình lùn đến bao nhiêu nữa phải lùn đến đấy, mình càng lùn nữa càng lùn, mình phải nằm ra đất thì nó vẫn phải nằm ra đất, nó phải lùn, có nghĩa là mình phải hạ đến mức tối đa để có được mình trong mắt Chúa, phải trở nên như trẻ nhỏ nếu không không được vào nước trời. Trở nên như trẻ nhỏ có nghĩa là không có gì bằng sự khiêm nhường thành thật trong sự xét đoán của tôi, nhìn nhận không cân xứng giữa cuộc sống nghèo của tôi và cuộc sống mai sau, ý thức về sự yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người của tôi, nhìn nhận mình là tội nhân, tình trạng thiếu thốn và thiếu cả phẩm chất trong những điều tôi làm tưởng chừng là tốt lành. Nghĩa là mình trở về số 0, con số 0 trước mặt Thiên Chúa. Không có gì cả. Và tất cả những gì mình có là 0 trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì chính Thiên Chúa còn hạ mình như ấu nhi, còn xin một chút sữa của mẹ để nuôi sống, còn xin một tấm vải của con người để che thân. Cho nên chúng ta không có gì. Quỳ gối trước Hài Nhi nơi máng cỏ, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa, là sự sống của tôi,
và là tất cả mọi sự của tôi, đó là khôn ngoan và sức mạnh mà tôi được Thiên Chúa ban. Tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa, tuyên xưng Ngài là sự sống, và tất cả mọi sự của tôi là Ngài. Kết thúc, quỳ gối và tưởng tượng tôi đang ở trước máng cỏ Bethlehem, chiêm ngắm thật kỹ hài nhi Giêsu, học nơi đó bài học tự hủy và khiêm nhường. Xin mẹ Maria dạy tôi biết cách cầu nguyện và mạnh dạn đi đến với Chúa Giêsu với sự khiêm nhường nhỏ bé của mình. Sau đó tâm sự với hài nhi Giêsu với những chữ đọc mà tôi đã có ở phía sau.